Sáng nay, câu lạc bộ Thái Viên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Câu lạc bộ Thái Viên được thành lập đến nay đã tròn 25 năm, hoạt động dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, câu lạc bộ đã tổ chức được hơn 50 buổi thông tin thời sự cho hơn 6.000 lượt hội viên, đồng thời thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận, góp phần kịp thời định hướng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, câu lạc bộ đã tích cực tham gia công tác ở địa phương, các hoạt động xã hội cũng như tham gia xây dựng thành phố văn minh hiện đại. Đáng chú ý, câu lạc bộ đã vận động quyên góp được gần 1 tỷ đồng cho các công tác khuyến học, khắc phục hậu quả bão lũ, ủng hộ các lực lượng phòng chống COVID-19 và quỹ vaccine. Nhiệm kỳ 2022-2027, câu lạc bộ Thái Viên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động, chú trọng xây dựng các phong trào ở cơ sở, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều hội viên tham gia sinh hoạt và hưởng thụ theo các tiêu chí sống vui, sống khỏe, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh. Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của câu lạc bộ Thái Viên thời gian qua, nhất là luôn đồng hành, chủ động góp ý, phản biện đối với các chủ trương, chính sách, chương trình hành động của thành phố. Những việc làm của các đồng chí tuy thầm lặng, song có những ý nghĩa hết sức to lớn, là tấm gương sáng cho các thế hệ, đặc biệt là đã tạo ra sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tạo thêm sự tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và qua đó góp phần quan trọng cùng thành phố kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh và sớm khôi phục và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Bí thư Thành ủy tin tưởng câu lạc bộ Thái Viên sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn luôn là chỗ dựa tin cậy, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, là hậu phương vững chắc, đồng hành trong quá trình xây dựng phát triển thành phố những chặng đường tới. Dịp này, lãnh đạo thành phố đã tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào của câu lạc bộ Thái Viên giai đoạn 2017-2022.